Hello, chào mọi người. Trước mặt các bạn đây là một chiếc Honda Future độ. Alo. Nó chỉ độ chữ Future thôi. Chứ còn xe vẫn là chiếc quay thần thánh nha. À, anh chủ anh có một cái sở thích, ảnh thích là giống như là kiểu gọi là điệp viên á, lúc nào cũng xài tên giả ha. Ảnh chạy quay nhưng mà anh không thích dán chữ quay, anh phải thích độ chữ Future vô. Thì nguyên chiếc xe này là chỉ có giá trị nhất là ở chữ Future, còn lại những thứ khác thì không có giá trị. Nói thì nói vậy thôi. Chứ bây giờ mình sẽ bắt đầu vô ha. Chiếc xe này nhìn rất là đơn giản ha, một cái màu. Cái màu này nó nếu mà ở bên ngoài nhìn á, nó là màu xanh titan mờ. Màu xanh titan mờ. Cũng là do đội bên kỹ sư hẻm sơn luôn, nguyên chiếc này theo ý chủ nhân của ảnh. Rồi sau khi sơn nguyên cái dàn áo xanh titan mờ này rồi thì anh thấy cái màu mờ này nó quá đẹp nên anh quyết định là rất nhẹ vài trăm ngàn để mà vô full một bộ phục upside down của Racing Boy phía trước. Đó, đi full bộ phục Racing Boy nha. Và cái bộ phục Racing Boy này nó thiết kế luôn cho cái con quay này luôn. Đây nè, mà thấy cái dè không? Cái dè bắt vô khít như zin luôn. Đó, chẳng bà ở trên bắt vô. Nói thì nói vậy thôi chứ đó là cả một quá trình, cả nửa ngày trời ngồi móc cái dè cho nó thiệt là khớp với lại bộ phục. Bây nên nhìn bên ngoài vô cứ tưởng là đồ zin nhưng mà không phải. Và còn rất là khó khăn để mà móc được nó. Và khi mà móc được vô rồi thì bắt đầu là sẽ gắn nguyên một bộ heo Brembo hai vít đối xứng. Rồi bát heo CNC, bát heo luôn. Nó có hơi dơ một tí ha, thông cảm ha. Tại vì nãy mới ráp xong cái hàm hố quá, chưa có rửa. Mà cho mấy bạn xem luôn. Đó, chứ đồ mới nguyên cái chỉ có tay mình hơi dính nhớ mình ráp vô. Rồi lên đĩa mới luôn. Làm lòng CNC nguyên khói luôn. Đó, ốc nhôm của bộ phuộc nó đi sẵn rồi. Nguyên bộ ốc nhôm, ốc cốt bánh. Đó, quá đẹp tuyệt vời. Rồi, bây giờ phía đằng trước đã giữ như vậy rồi thì phải tới phía đằng sau. Rồi, phía đằng sau thì không thể nào thiếu được, đó là một cặp phục Racing Boy. Đó, bình dầu rời và có full nắp chỉnh, đây là bản cao nhất của cái Racing Boy Premium ha. Bản này là bản có thể chỉnh được dưới chân, chỉnh cả trên bình dầu luôn. Rồi, ngoài ra không thể thiếu những cái món đồ kiện cực kỳ đẹp bên từ phía đội kỹ sư hẻm, giống như những con ốc Salaya. Đó, những ốc Salaya inox rất là nhẹ nhàng điểm xuyết vô. Toàn bộ dàn áo ốc có bao nhiêu con có thể thay được thì đều thay hết toàn bằng ốc Salaya nha. Xe nó chỉ hơi dơ chưa rửa thôi nha. Chứ sau khi mình review xong là mình sẽ rửa. Tại bây giờ gấp lắm rồi. Mình phải chuẩn bị giao xe cho anh chủ đó mà. Rồi bắt đầu tới nha. Càng thắng cũng đã được thay bằng càng thắng inox. Rồi thay càng thắng inox luôn. Và càng inox nè, đó đũa inox. Rồi cả bát tăng sơn luôn. Đó, bát tăng sơn CNC luôn. Nguyên cái gấp đã được mình sơn đen tĩnh điện đen bóng lại luôn, tháo nguyên thay nguyên cái gấp luôn. Rồi sau đó thì cặp mâm của ảnh đã được mình quyết định là mình gắn vào một cặp vỏ Pirelli Rosso Sport luôn nha. Dòng Sport này là mình chạy xe thông dụng là ok rồi. Thì chủ nhân thì không muốn lộ biển số nên mình đã quyết định che biển số, đó là phần độ rồi. Bắt đầu các bạn cứ đứng yên đó ha, mình sẽ bắt đầu mình xoay cái xe một vòng cho các bạn xem ha. Đó, qua bên đây mình làm rửa xe nó được cái là nó có cái ben nâng xoay một vòng này vui nè. Đó, chúng ta không cần phải đi xem vòng mắc công nhức đầu. Rồi mình vẫn tiếp tục tới. Đó, thì khúc bên đây nó sẽ có một cái điểm đặc biệt hơn, đó chính là cái bộ bình phục dầu Racing Boy. Nhưng mà đi kèm với đó, đó chính là cái ốp carbon vân hình máy bay nha. Nếu mà ai mà soi kỹ vào thì chúng ta sẽ thấy là những chiếc máy bay đang bay hướng tới. Đây là vân carbon kiểu mới nhất, đi kèm với dàn ốp Salaya inox và bát tăng sơn CNC. Đó, mọi thứ cực kỳ hoàn hảo, đẹp đẽ. Đó, gác chân là so sáng bóng luôn. Rồi, cả ốc nắp máy và mâm lửa bên đây cũng thay luôn. Rồi, ốc Salaya hết. Tem này là mới mua hãng chính hãng về luôn, yên bọc lại luôn nha. Rồi, ba gai inox và rổ cũng mới được mình gắn luôn. Đấy, và phục bên đây ha. Đó, bên đây nhìn cũng rất là nhẹ nhàng mà cứng cáp bộ. Cái là so này, cái vòng tròn này nhiều người sẽ không biết nó là cái gì. Thật ra nó là cái vòng để đo phục. Chẳng hạn như chúng ta muốn biết cái phụ chúng ta nhúng ở chỗ nào, chúng ta chỉ cần để vị trí đó rồi chúng nó, khi mà nó chạy tới đâu thì mình sẽ biết ngay đó là điểm nhúng. Rồi, thì ngoài cái chuyện mà chơi dàn chân đẹp như thế này thì không thể nào mà chủ xe thiếu được một cái phần nội công. Thì theo như anh chủ xe nói, chiếc xe này đã được làm trái 62. Và đây, cục máy trái 62 đi kèm với lại bình bông mai. Nguyên cái bông mai chào bá lửa luôn. Đó, nguyên cái bông mai. Và một cái điểm rất đặc biệt của cái chiếc xe này đó chính là cái đầu bò của cái máy này. Tuy là xe chế 62 nhưng phần 4 ốc đầu này thì cái kích thước bắt vẫn như zin. Thì cái bài bắt làm như thế nào mà làm để cho nó thành 62 thì mình cũng không thể hiểu rõ. Thì nhưng mà mình tính cái khoảng cách từ tâm đây tới tâm đây thì nó chỉ có khoảng có
64 mm thôi, có nghĩa là tầm hai lỗ này 64. Nhưng mà cái bài độ nào mà có thể dời, không có dời cái cây mà là kiểu như bắt xéo hàng sao đó mình không biết nữa, nhưng mà nó được cháy 62 thì thật là dữ dằn. Thì cái lọ bên nào làm thì mình cũng không rõ nữa, đó là cái bí mật của ảnh. Rồi bắt đầu tiếp ha. Ở phía đằng trước thì không thể nào là thiếu một cái đèn led mới xì tanh của Siêu Bách. Nguyên cái trái đèn mới. Rồi anh chủ xe thì chỉ thích cùng thắng zin thôi, nên anh để cùng zin đánh nhẹ lại cái mặt nắp thôi cho nó đẹp. Rồi vô cặp kiến Takegawa nhẹ nhàng thôi. Này cặp kiến Takegawa nha. Này các bạn nhìn vô ha. Cái sự khác biệt của nó đó chính là có chữ Takegawa. Đó, đồ xịn Nhật Bản đàng hoàng. Và cái ốp nhựa là nhựa heo, nhựa vân carbon. Nhìn lúc đầu nhà nhìn tưởng sơ qua thì tưởng là giống như là mấy cái kiến của Exeter hay gì đó, nhưng không phải, nó của Take nha. Đó thì theo như mình thấy thì cái phần hay nhất của chiếc xe này đó chính là phần dàn chân trước đã được mình móc lỗ dè mà nhìn nó như zin. Đó, nhìn nó rất là mập, chắc, nịch. Đó, thấy chiếc xe này ra đường là các bạn phải biết sợ sợ đó. Nó tới 62 rồi đó. Mấy bạn đừng có khịa ảnh nha. Và nói thêm một chút về anh chủ xe này nữa. Anh chủ xe này là một người đã có tuổi rồi, đã giờ đã bốn mấy gần 50 luôn rồi đó mà chạy trái 62. Nhưng mà thật ra là ảnh chơi mô tô từ thời của anh Thảo Gia, từ năm 2000 mấy, là gần 20 năm về trước rồi. Và ảnh vẫn chơi mô tô tới bây giờ luôn. Ảnh trải qua hàng chục con xe, bây giờ vẫn chơi mô tô nhưng vẫn thích qua một cái thể loại xe nhỏ. Tại vì do vợ của ảnh, đó, vợ của ảnh mê những cái dòng xe nhỏ này. Đó, vậy nên ảnh quyết định là độ những con này để chở vợ của ảnh đi Vivo. Rồi, chỉ vậy thôi. Thì hy vọng là mọi người đã có một cái nhìn rất là thiện cảm với một chiếc quay độ tem full trời. Chỉ có rất là nhẹ nhàng, chỉ vô cặp tem này thôi. Còn lại mọi thứ khác là gần như là không có giá trị với những người khác. Nhưng mà đối với những người chơi xe thì nó là một gia tài. Rồi, sau khi review xong thì mình sẽ chạy xe về để mà giao xe cho khách hàng nha. Rồi, bây giờ mình sẽ thử cho các bạn nghe tiếng máy nổ ha. Chạy xong này cũng nghe lực á.